Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Dark City. Trước khi bắt đầu video, rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn thích mình, hãy cho mình một like, một subscribe để mình có động lực làm video tiếp theo nha. Thì ở tập trước, mình đã sản xuất được tàu sân bay với lại chiến đấu cơ các bạn đây. Ở tập trước, thì ở tập này á, với lại tập trước mình bị gián điệp nó phá hủy mấy cái cơ sở phóng vũ trụ mình hoài à. Giờ tập này mình sẽ sản xuất ra gián điệp để mình phản gián lại nó là cái thứ nhất ha. Cái thứ hai là mình sẽ bắt đầu nghiên cứu kế tiếp cái khởi động khu định cư sao Hỏa để hoàn thành tiếp cái mục 3 này. Rồi. Ba dung mình sẽ sản xuất cái gián điệp tiếp ha các bạn. Mình sẽ sản xuất hai gián điệp luôn. À, nếu vậy thì cái này khỏi. Cái này mất hết một lượt, mất công. Mình quên. Tự nhiên mất hết một lượt. Cái này mình sẽ chọn lại ha. Nè các bạn, thay đổi danh sách các bạn nhé, cái đây ha. Mình sẽ chọn lại là mình sẽ làm cái này sao đây? À, mình phải sửa chữa. Mình phải sửa chữa dòng không gian 4 lượt. Rồi, mình phải sửa chữa. Khốn nạn thật. À, nó bắt mình sửa chữa, khốn nạn thật. Được rồi nè, mình có thể thay đổi chính phủ đó các bạn. Bây giờ mình có thể thay đổi chính phủ. Kỹ thuật tổng hợp. Nhận được 4 ưu đãi ngoại giao với lại 4 phái đoàn. Thay đổi này ha. 4 điểm thời đại. Những người táo bạo của Việt Nam đã phát triển một hệ thống chính trị mới. Kỹ thuật tổng hợp đánh dấu một kỷ nguyên mới của quản trị. Rồi bây giờ mình cộng nền văn 5 văn minh 100% liền kề khu nghệ thuật và sân vận động còn một tiện nghi. Cái nào mà có khoa học là mình đem vô đây hết. Hồi nãy cái màu đỏ này có một cái khoa học cái mục tiêu ta. Cái này dân số 15 trở lên nó cộng vàng á, thực ra mình có được một thành phố duy nhất là thành phố Thăng Long thôi, còn mấy thành phố kia có 11 12 dân rồi, cho nên cái này không cần thiết ha. Đây. Có một cái mẹo cho các bạn, rồi các bạn nhìn mà có biểu tượng khoa học là các bạn đem vô, nếu các bạn chơi theo khoa học tương tự với mấy cái biểu tượng khác thôi. Lịch sĩ. Này cũng ngon nè, nhận vàng. Nên là tấn công bằng 2 bảo trì quyền hạt chân giảm 50%. Giảm giá đơn vị nè bạn. Để mình có vàng. Rồi ha. Ok. Ba trăm chín mươi bảy rồi, cũng khá là nhiều đó. Giờ sẽ sản xuất, giờ sẽ nghiên cứu cái này. Wow, mình chưa nghiên cứu chương trình hạt nhân nè. Quá trời lượt luôn ha, mình bỏ hơi bị xa. Bây giờ mình muốn sản xuất gián đẹp ở chỗ này, xong rồi mình sẽ sau khi sản xuất cái gián đẹp xong ấy ha, mình sẽ sản xuất một cái máy bay để mình cho trở lên cái tàu sân bay nè, để coi nó ra sao, tại mình cũng chưa chơi tới đó nữa. Rồi bây giờ cái này là cái thương gia thôi. Cái này mình có tàu tuyến rồi nè. Ok, đi tới đây đi. Cái này nó có cộng nữa bạn, sản lượng được cung cấp thêm nè. Ồ, cái này hình như mình được thêm cái gì đấy nè. À, bạn đã thành lập.
Hiểu rồi, hiểu rồi. Tức là mấy thành phố này mình khi nào có cái thành phố mình đã thiết lập này đã bạn, bạn đã thành lập một trạm thông thương tại thành phố này, tức là mình đã thiết lập cái thành phố đó rồi á. Bây giờ mình thiết lập thành phố này cũng được nè. Thì sau khi mình thiết lập xong nó sẽ có cái biểu tượng đó. Ý nghĩa của nó là vậy. Tại vì sản xuất tàu ngầm chơi ha, sản xuất ra chơi thôi chứ thật ra wow cái này ngon nữa các bạn, robot tử thần khổng lồ à, thì mình sản xuất ra chơi với bạn coi. 28 mà này tới 32 thôi, thằng này nó dở quá, thằng này thay đổi đi, này 28 ngon hơn nè, cái này thay đổi đi, cái này tới 32 là tới mất hết 4 lượt, thay đổi đi không cần thiết. Cái này tại vì mình chưa xây học viện quân sự cho nên là nó sản xuất ra chậm hơn so với thằng kia. Cái này mình sản xuất nhà khảo cổ đi, tạo ra nhà khảo cổ. Kho bạc của bạn được lắp bày khá độc đáo. 5.000 vàng nữa. Destroying rainforest. Mình có thể mua nhà khảo cổ luôn nè. Cho lẹ. Đà Nẵng nha, Đà Nẵng thì đang cần điện cho nên là đang này. Mình mua luôn không? Nhà máy điện hạt nhân nha các bạn. Mua luôn cho lẹ các bạn. Rồi. Thì lúc này Đà Nẵng bây giờ sẽ khởi động là phản ứng hạt nhân. Thêm một hai viên nữa. Chuẩn bị tiến tới thứ ba rồi. Nước biển dâng cao là bị mất đất á. Ăn long mình có mua được cái gì không? Mấy cái này mua đi cho lẹ. Mười sáu lượt, trời ơi cái này có 16 lượt mà thôi, mình khởi động cái dự án cơ sở quả nè, cái này là cái quan trọng nè. 11 lượt, các bạn thấy cái này nó khác so với cái nãy ha, cái tàu vũ trụ ở đây nè, tại nó chở người nó sẽ phải khác chứ. Rồi thằng này mình đang muốn mua trực thăng mà giờ không còn tiền, nó hết tiền rồi. Xây dựng thiết bị diệt cạch, xây dựng thiết bị hạt nhân đi. Nhà khảo cổ thì các bạn cho nó tới đây để bạn có mấy cái biểu tượng di tích cổ nè, rồi các bạn nhấp cho đạo cổ vật nè. Còn thằng này bây giờ mình cho nó phản gián ha, mình cho nó phản gián ở khu Thăng Long, mình sẽ cho nó qua khu Thăng Long, cái Thăng Long. Ờ, sao lại ở bao dung? Khoan 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 khoan. Chọn cổ vật được khám phá. Tranh nè. Các bạn có thể chọn được hai cổ vật đó, nãy nó cho đó, một trong hai. Nghiên cứu được hoàn thành công nghệ máy bay. Ủa thằng này không di chuyển được hết đến thành phố hả ta? Đi tới thành phố nè, Thăng Long.
lượng khí thải CO2 giảm đi 50%. Mở khóa nâng cấp robot, mấy cái robot tử thần các bạn mình không cần phải quan tâm nhiều lắm ha. Cầm một sản phẩm mỏ đá giếng dầu vàng khoan, cầm một điểm chiến thắng ngoại giao. Cái này cũng được. Tàu ngầm hạt nhân nữa nè. Để mình sản xuất cái này đi. Rồi mình mua tàu ngầm hạt nhân chơi. Nhà khảo cổ. Chọn cổ vật hoa tai. Ok. Khảo cổ được 4 lần hả ta? Hay mấy lần? Hay 3 lần? Trên đây có khảo cổ nè. Phát hiện này được chôn dường như ở thời kỳ thời công nghiệp sau khi nghiên cứu nó xác định là khảo cổ Tomies gì đó. Súng kiếp. Ok. 3 lần. Khảo cổ được 3 lần. Widzę. Mình có thể đi được qua cái biên giới nước khác khảo cổ luôn hay sao? Mình đang muốn dẹp bớt mấy cái quân đội các bạn. Xóa đơn vị này đi. Mình đang muốn dẹp bớt ha. Này là mình muốn. Mình chờ lại một hai xe tăng ở trên đó thôi. Để mình tập trung vào máy bay. Thành phố mất lòng trung thành ai vậy? À, thành phố này bị mất lòng trung thành mình không hay. Ok ok. Phản gián. Bảo vệ đây, bảo vệ trạm không gian. Nãy giờ mình bị phá hoài luôn các bạn thấy không. Thành phố có tòa nhà đẹp hả các bạn. Thời kỳ nguyên tử rồi, chuẩn bị kết thúc rồi, năm 1992 rồi. Còn cái này bây giờ để mình xem nào. Đồng hới này làm gì vậy? Khu nghệ thuật cũng được. Cộng 3 nè. Nhưng mà bị mất 2 điểm khoa học. Còn mấy cái thành phố này mình làm biến quá. Thiệt luôn á. Làm biến. Cứ quay qua lại gặp mấy thành phố này hoài. 6 lượt nữa nha. Định cư sâu quả 6 lượt nữa. Mr. Watson, come here. Rồi mình chuẩn bị vô thời kỳ đen tối rồi nha các bạn. Ơi, chuẩn bị vô thời kỳ đen tối rồi. Mình xây khu thánh địa để đựng mấy slot của khu vĩ nhân. A people without the knowledge. Phố này giờ làm gì đây?
kho vũ khí đi. Có khảo cổ nè. À, tàu đắm cũng khảo cổ luôn, khá là hay ha. Đây. Mười. Tiện nghi giảm nè. Mình tắt bớt cái này cái. Nó tắt loại văn hồng. Tìm thấy 5 tài nguyên. Tàu đắm. À ok. Cái chỗ này nãy mình không để ý các bạn. Cho nên mình bị mất thành phố rồi. Cái này mình sợ chuẩn bị cho thời kỳ đen tối nè. Cái bị mất thành phố nè. Cho nên là hơi bị căng á. Còn có 4 điểm nữa thôi mà không lượt ta. Ồ, vừa được 4 điểm luôn. Cuộc thám hiểm đầu tiên trên thế giới trong ngành khảo cổ học biển đã tạo ra bản đồ cho thấy rằng biển không thể che giấu bí mật của lịch sử nữa. Ồ, vừa đủ luôn bạn, hên không? Các bạn thấy mình hên không? Khá là hên đó. Cho nó qua đây đi. Chọn cổ vật 3 triệu. Tạo ra bởi 3 triệu. Khá là hên, khá là hên. Nhờ có khảo cổ nó cứu mình. Sân bay bao dung cộng 50% kinh nghiệm. Mà mình thấy không cần cái đó lắm đâu. Mình cần bơm pháo lưng nè để tạo ra cho các bạn coi chơi. Kênh là Panama 15 lượt cũng được. Ok. Nó làm cái kênh nào này. Khá là hay á. Mình muốn đánh cái thằng 12 đâu rồi. Đã có một thằng gì 12 á. Các hợp đồng đánh thuê trước đây của Việt Nam được thương lượng lại khi Việt Nam lật đổ bá chủ cũ. Cộng 3 điểm thời đại nữa. Chúng kiếp, ủa sao lặp lại ta? Lặp lại cái khảo cổ à. Tức là cái thằng này nó bị tàn phá bởi thảm họa, chúng ta nên giúp họ hồi phục. À, lại thảm họa hạt nhân nữa. Ác thiệt chứ. Gửi viện trợ nữa bạn. Sẵn đây nè, mình gửi viện trợ luôn, mình làm cái nhiệm vụ đó luôn. Cái tàu này vô đây làm gì ta? Tàu thám hiểm.
giờ ta phóng vệ tinh lên mặt trái đất rồi, giờ còn tàu thám hiểm nữa, ông nội ơi. Nếu có bất kỳ công việc nào ở thế giới bên kia, bạn phải làm điều đó. Tôi bất cứ khi nào bạn được gọi, hãy tận trọng bất cứ lúc nào để làm việc ở đó. Cày ruộng của tôi, trong nước cát về biển phía đông và phía tây. Này, không hiểu các bạn. Không hiểu cho lắm. Xây dựng chạm laser mặt đất. Phóng chạm laser. À, nhiệm vụ ra thế giới đây. Mình sẽ nghiên cứu cái đó. Đồng hồ, ok. Mười lượt nữa có máy bay. Một lượt nữa là định cư sao quả nha. Các nhà khoa học và kỹ sư, chúng tôi tin rằng họ có thể chế tạo được con tàu có khả năng mang theo những người dân thuộc địa đến một ngôi nhà mới ở thế giới rất là xa xôi. Để thực hiện được kỳ tích này sẽ là thành tựu công nghệ vĩ đại nhất trong lịch sử loài người và sẽ đảm bảo được vị trí của nền văn minh của chúng ta trong lịch sử. Đó, con thành nó cứ chở người các bạn. Nó sẽ bự hơn cái con tàu vệ tinh. Khởi động khu định cư sao quả. Dự án chạy đua vào không gian đã hoàn thành. Một kỹ sư theo dõi một tiếng sét từ bệ phóng, đưa người dân đến một cuộc sống mới. Điều này đã thực sự đang xảy ra. Cô nói chúng ta sẽ tới sao quả. À, ba gạch á. Trời, nước nào đây? Đế chế Ả Rập. Bây giờ mình nghiên cứu vật liệu thông minh rồi, giờ mình khởi động cuộc thám hiểm người ngoài hành tinh nè. Nhưng mà giờ mình bị thiếu điện. Trước tiên mình phải sửa lại cái nhà máy điện đó. Còn ở đây xây khu hàng không cũng được. Cũng 2000 du lịch. Ghê vậy. Nhiều khi nó tới đây nó phá mình các bạn. Có mấy cái đó ha. Cái đó khi nào mình chơi qua cái đó mình sẽ nói các bạn hiểu mới hiểu. Rồi mình vẫn thời kỳ vàng son nha. Có hai điểm trung thành. Các bạn thấy càng ngày càng ít đi không? Là do nhận thức của người dân á ngày càng phát triển các bạn. I shall return again to the light of the sun to prepare a home for thy. Rồi bây giờ tiếp tục nghiên cứu, khởi động cuộc thám hiểm người ngoài hành tinh nè. Ồ, chọn sản phẩm. Từng dương hạm. Mình sẽ sản xuất các bạn để nó được cộng điểm. Để nó cộng điểm kỷ nguyên. Chọn cái nào vậy ta? Thôi, từ từ để mình coi. Lấy kỹ sư đi. Từ từ, cộng 100% ưu đãi của quyền bá chủ thành bang và cấp độ liên minh của các tuyến đường thương mại. Cung cấp 4 cho tất cả sang lực. Cái này mạnh lắm các bạn. Cái này quân sự mạnh cực kỳ luôn nè. Tại vì nó có khả năng tầm đánh xa lên cộng 1. Chọn cái này cũng được.
Tại vì tài nguyên thật sự mình full rồi cho nên không cần thiết nữa. Tại chọn chơi thôi. Không cần gì để chọn nữa, kiểu kiểu vậy. Ủa cái bạn này bị hói à? Nãy bà quay đầu qua bà bị hói các bạn. Máy bay đâu rồi, 8 lượt nữa. Du lịch thành tựu đại tục này được nhân đôi. Âm nhạc học. Văn học cũng được. Đáp xuống mặt trăng. Khởi động cuộc thám hiểm người ngoài hành tinh. Từ từ để mình coi coi. Khởi động cuộc thám hiểm người ngoài hành tinh. Rồi ok. Ok nào. Việc cái khởi động thám hiểm người ngoài hành tinh nào. Mục tiêu được bầu. Ok, khởi động cuộc thám hiểm người ngoài hành tinh. Chừng 50 sản phẩm. Tức là mình sẽ rút ngắn được thời gian các bạn. Còn 19 lượt nè. Bạn đang đứng thứ 5. Hiệp ước khí hậu. Ok. Ê, mình đề xuất hòa bình với mấy đứa này đi. Có gì đâu nhờ. Chứ tự nhiên chiến tranh làm gì. Mình mạnh lắm rồi. Cho mày nè. Cho mày bớt á. Cho nó giảm căng thẳng lại các bạn. Tặng quà cho nó giảm căng thẳng lại. Phóng là gì? Nor are we submerged in the Gulf of Mexico. Xây dựng chậm là gì mặt đất? Yes, we are mounting into space. Là sau khi mình làm xong thì chạy đua không gian. And that
xem kênh nào giống mình nè. Đây, giờ mình sẽ cho thở xây ra để kể. Nâng cấp lên hạnh gì? Pháo phân lực. Nâng tử chơi ha bạn. Này là đại đội đúng không? Pháo phân lực là cái xe này nè các bạn. À, xịn hơn không? Rồi, cái trang chạy gió ngoài khơi. Nhận quỷ nhân. Quỷ nhân này làm gì đây? Không có chỗ thể hiện à. À, chúng ta có thể xây hai cái. Xây cải tiến máy vòm giao dịch cộng 2 vàng hoặc là xây trang trại năng lượng mặt trời. Mình xây cái này để cộng điểm thời đại các bạn. Để chuẩn bị vô kỷ nguyên mới nữa. Kỷ nguyên cuối cùng thời thông tin. Ủa, kỷ nguyên cuối cùng là thời đại tương lai chứ, nhầm. Xong rồi cho nó qua bên đây xây trang trại gió. Ông này không có chỗ à, hên có chỗ chỗ này. Ok. Các bạn nghe tiếng nhạc không? Cái đó là cái lễ hội cái xe van di động á. Cái đó tại mình không có sản xuất. Làm mới nhiệm vụ. Tưởng Kyo chú thế đi. Đa số mấy kỳ quan mình xây ở đây. À, mấy cái nghệ sĩ viết kịch rồi gì cũng được cộng điểm rồi. Khá ổn, khá ổn. Hai máy bay rồi nha. Nhưng mà bây giờ á, bay. À, rồi bây giờ tạo sân bay của mình đã mang được cái máy bay vô đây rồi. Các bạn thấy hay không? Giờ mình sẽ thêm một cái máy bay nữa. Chủ yếu là cho các bạn coi thôi. Sẽ xây cái di tích rồi. Khoan. Cái cầu cổng vàng đâu ta? Mình sẽ xây cái cầu đó mất tiêu ta. Nhớ đâu đây nè. Để mình làm thiết bị hạt nhân các bạn. Mình làm thiết bị hạt nhân rồi nó mới có cái bom nguyên tử được. Nhớ cái cầu cổng vàng đâu ta? À, các bạn biết sao không? Là có một cái đất nước nào đó nó xây cái cầu cổng vàng trước mình rồi. Cho nên là mình không được xây nữa. Là mình không thể thu hồi sản phẩm, mình nhớ rồi. Mình nhớ rồi. Chứ không phải là nó mất các bạn. Đây, tấn công vũ khí hàng loạt thiết bị hạt nhân nè. Mình sẽ cho đặt bay tại đây. Hai máy bay. Rồi xây cái trang trại gió ha, để được cộng điểm. À, tức là nó cộng rồi, ok.
nhờ nói chuyện cho mình đạo Phật. An independent city has sworn its loyalty to us and has asked một thành phố độc lập thề trung thành với ta và yêu cầu gia nhập nền văn minh. Thành phố nào vậy? Hồng Kông hả? Thành phố nào ta? Thành phố này hả? Phải. Các bạn thấy không? Mình tiến bộ là tự nhiên cái thành phố này nữa. Tokyo nằm đây phải. Thành phố này thiếu tiện nghi. Thành phố này đang thiếu tiện nghi. Chán nhờ. Uranium. Máy vòm giao dịch chưa xây bao giờ. Cho nên là sẽ xây ha. Our civilization's attention to the naval arm of our military has given rise to a great admiral in our ranks. Đại đô đốc triển khai con tàu cho chắc được. Nè, tức là mình chiêu mộ được phí nhân này nè. Giờ mình cho nó qua đây nè. Để mình tăng cấp cho nó các bạn. Là sao là sao? Đợi xíu nữa. Xong cái này mình sẽ giải thích cho các bạn. Qua lượt đi, qua lượt mình sẽ giải thích. Tức là tăng cấp thôi. Nó là một cái đơn vị tăng cấp thôi. Trước đây Uranium chỉ đơn thuần là sự tò mò của học giả. Bây giờ robot tử thần của khổng lồ chúng ta sử dụng nó như một vũ khí đầu tiên trên thế giới. Là do mình nghiên cứu. Rồi, mình nói về thống đốc hồi nãy. Là đây, tăng một cấp và cộng 100 SP cho đơn vị hải quân. Với điều kiện là nó phải nằm đúng vào đơn vị hải quân này ha. Đây, nhấp vô. Đó, có thể tăng cấp. Nhà mình xây cái nhà trên biển này đó. Để chi? Thì xíu mình có thể có cái biểu tượng xây nhà trên biển này nè. Để mình cộng điểm thời đại nữa. Rồi, bây giờ mình có cái robot đầu tiên rồi nè. Robot tử thần đó bạn. Giờ mình sẽ đem đi đánh nhau ha. Giờ mình sẽ... đánh Sydney trước ha. Đây, đây là robot tử thần của chúng ta. Mạnh lắm á mọi người. Xây cái máy vòm. À, cái máy vòm là cái này. Cái chuyện mà đánh á, cái đánh Sydney á, mình sẽ để dành tập sau. Sydney chứ không phải là Indonesia, mình nhầm. Là mình đập Indo luôn ta. Ừ, mình giải phóng luôn các bạn, mình đập Indo luôn ha. Mình xóa sổ nước đó luôn. Rồi, cái chuyện đó để tập sau ha. Tập này mình sẽ 14 lượt nữa. Thôi được rồi, mình sẽ kết thúc tập này tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một subscribe để mình có động lực làm video tiếp theo nha. Còn bây giờ xin chào và tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.